Vừa qua, tổ máy số 1 nhà máy nhiệt điện Thái Bình đã hòa lưới điện quốc gia vượt 7 ngày so với kế hoạch. Đây là mốc tiến độ quan trọng để hướng tới các mốc tiếp theo, trong đó mốc đốt than lần đầu vào ngày 16 tháng 6 tới. Với tiến độ này, dự kiến nhiệt điện Thái Bình 2 sẽ hoạt động thương mại trong năm nay. Sau mốc hòa lưới điện tổ máy số 1, khối lượng công việc còn lại của dự án này khá lớn. Do vậy, lãnh đạo tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN yêu cầu ban quản lý dự án, tổng thầu và các nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng, lắp đặt và chạy thử nghiệm dự án, xử lý các vấn đề khó khăn để đưa dự án về đích đúng hạn. Hiện tiến độ tổng thể dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã đạt hơn 93%, mua sắm hoàn thành hơn 97%, việc chạy thử hoàn thành khoảng 40%. Với tổng công suất 1.200 MW, nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 có quy mô công suất lớn nhất khu vực miền Bắc với tổng mức đầu tư gần 2 tỷ đô la Mỹ. Trong quá trình triển khai, dự án này gặp nhiều khó khăn, thậm chí có thời điểm rơi vào bế tắc do liên quan tới những vấn đề pháp lý. Từ giữa năm ngoái, dự án đã chuyển động nhờ chỉ đạo trực tiếp của chính phủ. PVN cho biết đã điều động hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân từ các đơn vị trong ngành dầu khí tham gia hỗ trợ dự án trong chuẩn bị sản xuất, sửa chữa bảo dưỡng, chạy thử nghiệm thu. Hiện trên công trường này luôn có khoảng 1.000 đến 1.200 kỹ sư công nhân thi công trực tiếp. Nhiệt điện Thái Bình 2 sau khi hoàn thành dự kiến cung cấp trên 7,2 tỷ kWh điện cho lưới điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phát triển kinh tế xã hội.